birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the starting tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And it's starting tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón người nữ thủ lĩnh, người nữ thuyền trưởng xinh đẹp của con tàu Rồng Á Châu, chị Nguyễn Việt Hoa. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ được mời lên sân khấu trưởng các bộ phận của công ty Rồng Á Châu, mời đại diện ngân hàng ACB, mời đại diện cố vấn CIBC và các đại diện của đại lý các tỉnh sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi thức sinh nhật. Xin mời quý vị ạ. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And it's starting tonight. Happy birthday to you. Một lần nữa đại diện ngân hàng ACB, đại diện cố vấn CIBC, trưởng bộ phận của công ty và các đại lý lên sân khấu. Mời quý vị rót đầy ly của mình nào.
kính thưa tất cả các đối tác, đồng nghiệp. Trên này chúng ta sẽ nhìn thấy là có 12 con thuyền đại diện cho 12 năm. Và những con thuyền rất là xinh xắn, màu xanh biểu tượng của sự yên bình và hòa bình. Đang di chuyển vòng quanh trái đất và đang ngưng tại Việt Nam. Và tại Lô 9C, đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu mà để mời lên sân khấu thì chắc có lẽ là phải mời hết cả. Nhưng mà sân khấu hơi nhỏ nên chỉ có mời đại diện một số. Thì Việt Hòa xin được kính ly này đến tất cả các anh chị đối tác. Và xin mọi người nâng ly được không ạ? Thưa quý vị ạ, mình sẽ đếm cho em cùng anh Quý Bình được không ạ? Với tất cả mọi người ở trên sân khấu và quý vị bên dưới cùng nâng ly. Mình đếm 1, 2, 3, mình sẽ đọc cái câu, mình sẽ hô to cái câu là chúc mừng sinh nhật Rồng Á Châu, được không ạ? Hơi dài một chút xíu nhưng mà mình làm một cái lễ kỷ niệm 12 năm mà mình dài một chút xíu cũng không sao đúng không ạ? Rồi, sẵn sàng chưa nào? Vâng, thưa quý vị. Rồi, mic trôi của anh Bình đây ạ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả chúng ta đến với buổi tiệc sinh nhật mừng 12 năm của công ty Rồng Á Châu. Với tất cả những tình cảm, với tất cả những sự tin yêu và quý mến mà tất cả quý vị đã dành cho chị Nguyễn Việt Hòa cùng với công ty, đó là một cái niềm vinh dự rất là lớn. Và ngày hôm nay bản thân Quý Bình cũng rất là vui khi được đứng trên sân khấu này để cùng với tập thể công ty gửi lời cảm ơn chân tình và lời tri ân sâu sắc đến sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Và bây giờ để cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của công ty Rồng Á Châu trong suốt chặng đường 12 năm qua, thì bây giờ Quý Bình xin phép được mời tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta cùng chuẩn bị thức uống trên tay mình để Quý Bình cùng với MC Ngọc Sang và chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3 để hô một tiếng vô thật to và hùng nói chúc mừng cho công ty Rồng Á Châu quý vị nha. Mình sẽ nói cái câu là chúc mừng sinh nhật Rồng Á Châu anh Bình nha. Chúc mừng sinh nhật Rồng Á Châu, quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật Rồng Á Châu. Yeah. Happy birthday. Tuyệt vời, một đêm trọn vẹn mà chúng ta đã dành cho nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị và chúc cho sự hợp tác bền vững giữa tất cả chúng ta sẽ luôn cùng nhau cày vai sát cánh thành công và thịnh vượng.